Và đây, mỗi bộ là mỗi bộ độc quyền, không có bộ thứ hai. Khách hàng đã đặt, đặt một lần nguyên combo vậy đó, rất là nhiều. Tại vì khách hàng muốn là mỗi ngày xài là một bộ dây đổi kiểu, và khách hàng đặt rất nhiều để dịch tự thay mỗi ngày. Vân vân, tất cả những cái gì bằng da của khách có thể đặt nguyên combo Kỳ Lân. Sản phẩm gì cũng được, Kỳ Lân sẽ làm đúng theo yêu cầu và nhu cầu của quý khách nha. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay một chủ đề về đồ da, một sản phẩm nhỏ trong ngành đồ da của Kỳ Lân Luxury. Đây là những cái bộ dây đồng hồ rất nhiều màu. Và đây, mỗi bộ là mỗi bộ độc quyền, không có bộ thứ hai. Đối với dây đồng hồ thì thường Kỳ Lân sẽ làm độc quyền, mỗi sản phẩm một bộ dây sẽ là một bộ duy nhất. Và nếu như quý khách đeo những sản phẩm đồng hồ như vậy, hoặc là những sản phẩm đồng hồ da như là của Hot Lot, hoặc là của Rolex, hoặc là những sản phẩm nào mà có đồ dây da, hoặc là Patek Philippe chẳng hạn, vân vân, thì sau khi chúng ta dùng dây hãng zin một thời gian nó bị cũ, bị hư đi, hoặc là chúng ta mê, chúng ta thích, chúng ta đam mê những bộ dây da cá sấu, hoặc là da cá mập, hay là bất kỳ da nào mà cao cấp của các hãng lớn, thời trang lớn trên thế giới cung cấp, thì Kỳ Lân sẽ có. Và đây là những cái bộ da mà Kỳ Lân làm cho đồng hồ Hot Lot. Khách hàng đã đặt, đặt một lần nguyên combo vậy đó, rất là nhiều. Tại vì khách hàng muốn là mỗi ngày xài là một bộ dây đổi kiểu, và khách hàng đặt rất nhiều để dịch tự thay mỗi ngày. Ở đây thì có một cái bộ mà y chang đó, bộ mà bộ chung với cái túi của Kỳ Lân nè, túi sách Kỳ Lân nè, nguyên combo nha. Và dây thắt lưng, và đôi giày, như đôi dép và tựa đôi giày, nó y chang nhau mà nó chỉ khác nhau một chút về cái kiểu vân thôi. Và bộ này giống như là cái này, và đôi dép này là bộ này. Và đây là cái ví cầm tay như là bộ này. Và đặc biệt nữa là bộ này như là cái ốp lưng dành cho điện thoại iPhone bằng da. Và đôi giày này thì giống với bộ này, nguyên combo, và nguyên một combo tất cả những sản phẩm đồ da luôn. Ví dụ như là giày, dép, dây thắt lưng, túi xách, túi clutch, ví cầm tay, và nón, áo khoác, vân vân, tất cả những cái gì bằng da của khách có thể đặt nguyên combo Kỳ Lân. Sản phẩm gì cũng được, Kỳ Lân sẽ làm đúng theo yêu cầu và nhu cầu của quý khách nha. Rồi, như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả các đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury, hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân. Hoặc có thể kết nối hoặc gọi cho Kỳ Lân qua số hotline 0901 247 247, cả Zalo cũng là 0901 247 247. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.